Dạ, kênh Lưu Nguyễn mến chào quý bà con và các bạn đến với nhà vườn của chị Hương Đoàn nha. Hôm nay tiếp tục mình giao lưu phôi hoa giấy dáng nghệ thuật quái luôn nha bà con. Cây sạch đẹp, giá thì mềm dễ chơi. Sau đây mời bà con và các bạn mình cùng giao lưu với nhà vườn luôn ạ. À, em chào chị. Rồi, em chào anh Liêm, em xin chào cô chú anh chị đang xem lúc ngày hôm nay của nhà vườn Hương Đoàn em. Nhà vườn Hương Đoàn em có số điện thoại là 0939421599, sau đó có Zalo nha cô chú anh chị. Bữa nay thì nhà vườn em nói chung là hôm nay là lên rất là nhiều tông luôn nha cô chú anh chị. Tông dáng trực cũ bình, tông quái, tông lùng lực, tông bonsai, rồi tông cù cục thì tùm lum hết trơn nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị có yêu thích những cây gì thì xem ít clip ủng hộ em nha. Đầu tiên thì em lên cây mã số 1 nha cô chú anh chị. Mã số 1 thì có hoành cổ là hoành 29, 29 là em đo đây nghe cô chú anh chị. Tại vì cái cổ này là cổ giống như là cổ hơi cổ cò nè. Hoành 29, sổ đế là 50. Một cây dáng trực cũ bình nha cô chú anh chị, tàn chi rất là đều luôn á. Cây này tổng cao của nó là 80 nha cô chú anh chị. Em giao lưu với cô chú anh chị cây mã số 1 là 1 triệu mốt em bao ship nha cô chú anh chị. 1 triệu mốt bao ship cho cây dáng trực cũ bình ạ. Tiếp theo em lên một cây rất là đẹp luôn nè cô chú anh chị ơi. Cây mã số 2 có hoành cổ là 29, sổ đế là 50, tổng chiều cao của cây này là 70 cô chú anh chị. Cây này là một cây bonsai đẹp lắm nè cô chú anh chị ơi. Có hai cái rễ mà hai cái rễ này gù cục luôn. Cây mã số 2 em giao lưu với cô chú anh chị mình là 650 bao ship nha cô chú anh chị, 650 nha. Tiếp theo là em lên cây mã số 3 nha cô chú. Có hoành cổ là 27, sổ đế là 60 luôn ạ. Cây này thì cái đầu nó hơi gục xuống nè, cây này sổ đế rất là dài luôn. Mã số 3 nha cô chú anh chị. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 420 bao ship cho mã số 3 nha. Tiếp theo em lên một cây dáng trực luôn cô chú anh chị ơi. Dáng trực mà này cũng như là cái củ bình thiệt luôn nè, chi tàn cũng rất là đẹp, mà cây này thì nhỏ hơn cây đầu tiên nha cô chú anh chị. Mã số 4 nha, có hoành cổ ngay chân đây là 22 nha, sổ đế là 45, chi tàn thì rất là ok. Mã số 4 em giao lưu với cô chú anh chị mình là 500k bao ship cho mã số 4 nha cô chú anh chị, 500k. Tiếp theo là em lên cây mã số 5 của chú anh chị, có hoành cổ 23, sổ đế là 52 luôn. Cây này một rễ mà tàn đẹp với cô chú anh chị, tàn bao đẹp cho cô chú anh chị mình luôn á. Cây mã số 5 em giao lưu với cô chú anh chị mình là 207 bao ship nha, 207 ạ. Tiếp theo là em lên cây mã số 6, có hoành cổ, hoành cũng to lắm cô chú anh chị ơi, hoành 36 luôn, sổ đế của con này là 56 luôn cô chú anh chị ơi. Con này nó hơi quái nha, nhưng mà cái tàn nó rất là tròn cô chú. Lên tàn tròn mà tròn tàn thẳng đứng luôn. Cây số 6, mã số 6 nha cô chú anh chị. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 550 nha cô chú, 550 bao ship ạ. Tiếp theo em lên một cây số 7, mã số 7 một cây gù cục quá trời luôn. Cây này để đặt luôn, mã số 7. Có hoành cổ ngay chân đây là hoành 27 nha cô chú. Sổ đế là 50, tổng chiều cao của cây này là 1 mét luôn. Cô chú anh chị nào thích những cái bình mà như thế này nè, nó đặt quẹo luôn rồi cô chú anh chị. Cái này như là cái dạng như mình sửa rễ mà mình quấn cục cục rồi đó. Bây giờ nó lớn rồi cái nó phì rễ ra cô chú. Mã số 7 em giao lưu với cô chú anh chị mình là 600k nha cô chú anh chị. 600k bao ship cho mã số 7 nha. Cái bình này là tới 56 luôn cô chú. Tiếp theo em lên cây mã số 8, có hoành cổ là hoành 35 luôn, sổ đế là 52 luôn. Con này cái dáng rất là đẹp nha cô chú, mà cái củ cũng lực nữa. Cây mã số 8 em giao lưu với cô chú anh chị mình là 500k nha, 500k bao ship ạ. Rồi tiếp theo lên cây này dễ thương dữ thần luôn cô chú ơi. Cây mã số 9 có hoành cổ, hoành ngay chân đây nha cô chú là hoành 19 nha. Sổ đế của em này là 40, tổng chiều cao của cây này là 70. Có cái chi tay rất là dễ thương luôn cô chú anh chị ơi. Cây này làm bonsai là đẹp lắm nè. Cây mã số 9 em giao lưu là 300k nha cô chú anh chị, 300k bao ship nha. Cái bệ của nó bự lắm nè cô chú, hai cái tay không giáp luôn nè. Cây mã số 10 có hoành cổ là 23, sổ đế là 50 luôn ạ. Cây này là một cây bonsai cũng nhỏ nhỏ xinh xinh nè. Cây này 230 thôi cô chú ơi, 230 bao ship cho cây số 10 luôn. Có cái cục thịt dư. Dạ có luôn ha. Đây, cây số 11 nha cô chú anh chị. Hoành cổ là 32, sổ đế là 60. Cây này cái dáng cực đẹp luôn cô chú ơi. Rồi, cũng gọi là siêu phẩm luôn nè.
cây mã số 11 nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị cứ quan sát kỹ nha, cái mình nó bự vô lắm luôn và cái bộ đế cũng đẹp nữa nè. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 650 nha, 650 nha. Cây mã số 11. Tiếp theo em lên cây mã số 12. Trời, một cây này cứ gửi quấn quá trời luôn. Mã số 12 có quanh cổ là 27, sổ đế là 45 luôn. Cây này mà cô chú anh chị thích á, những cây gửi mà đang xen vào nhau mà nó không có lỗ hẻ thì cây này rất là ok nè. Cây này là 350 nha cô chú anh chị. À, cây nhánh này là nó bị tét rất nhỏ cô chú anh chị ơi, mà nói chung là em thấy cũng không có vấn đề gì nữa. 350 cho cây mã số 12 nha cô chú anh chị, miễn sao cái củ nó đẹp là ok. Tiếp theo em lên cây mã số 13 có hoành cổ 35. Cây này cô chú anh chị khoái bonsai nên rước em này về nè. Hoành 35 luôn, siêu to luôn, sổ đế cũng 35 luôn. Cây này làm bonsai đẹp thiệt luôn á. Mình lên mấy cái chậu sành nha cô chú anh chị. Cái này nó bị ấy trong quá trình vận chuyển nè. Cây mã số 13 em giao lưu là 340 bao ship thôi nha cô chú anh chị. Chi tay rất là đẹp luôn nha. 340 cho một cây bonsai. Bonsai mà bonsai hoành to chứ. Tiếp theo em lên cây mã số 14 có hoành cổ ngay chân đây là 20 nè cô chú. Sổ đế của cây này là 40, tổng chiều cao của nó là 65 luôn. Cây này gọi là siêu dễ thương luôn. Tại vì nó dán trực mà một gửi nó uốn éo với nhau, mà tàn thì tàn xè ra luôn. Cây này có 280 nè cô chú anh chị, rất là dễ mua luôn. 280 bao ship luôn. Cây này cây mã số 15 nè cô chú anh chị, có hoành cổ là hoành 36, sổ đế là 45. Cây này cái dáng của nó cũng rất là đặc biệt luôn, tại vì cái củ nó đặc lắm á cô chú anh chị. Nó củ đặc lắm. Vành cổ cũng to mà cái mình cũng bự nữa. Con này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 400k thôi nha. 400k bao ship cho mã số 15 á. Tiếp theo em lên mã số 16 có vành cổ là hoành 25, sổ đế là 50 luôn. Con này là một con quái nha cô chú anh chị. Một con quái em giao lưu với cô chú anh chị mình 280 thôi. 280 bao ship cho một cây quái mã số 16. Tiếp theo em lên cây mã số 17 nè. Con này to nha cô chú anh chị. Có hoành cổ là 31, sổ đế là 60 luôn. Con này sổ đế rất là dài luôn. Con này to lực nặng luôn cô chú anh chị ơi. Bao bự cho cô chú anh chị luôn. Mã số 17 nha cô chú anh chị. Con này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 750 nha. 750 em bao luôn phí ship ạ. Tiếp theo em lên một cây dáng trực cũng dễ thương quá nè cô chú anh chị. Dáng trực này sổ đế hơi lùng nha. Cây mã số 18 có hoành cổ hoành 31 luôn, sổ đế có 36 à. Cái tán của nó cũng nhiều tay cạnh cho cô chú anh chị mình về ghép được nè. Cây mã số 18 nha cô chú anh chị. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 400k nha. Tại vì cái đế của nó đặc lắm nha cô chú anh chị. Đế rất là sạch đẹp luôn. 400k bao ship cho mã số 18. Tiếp theo em lên cây mã số 19, đây là một cây bonsai chính hiệu luôn. Có hoành cổ là hoành 28, sổ đế là 45 luôn. À, cây này cô chú nhìn thấy cũng giống hình con hú nên ha. Mà cây này theo em suy nghĩ là giống hình con rắn hơn nè. Mà con rắn mập ú luôn nha cô chú anh chị. Cây này là 350 thôi nha cô chú anh chị, 350 bao ship cho cây 19. Cây này là cây mã số 20 nha cô chú anh chị, có hoành cổ ngay chân đây là hoành 21 nè. Sổ đế là 50, tổng chiều cao của cây này là 85. Cây này là một cây dáng trực luôn rồi cô chú anh chị ơi. Bữa nay những cây dáng trực, cái gù cục của nó nè, cái bệ của nó cũng rất là ok luôn. Mã số 20 em giao lưu với cô chú anh chị mình là 430 thôi nghe cô chú anh chị, 430. Tiếp theo em lên cây mã số 21 luôn. Có hoành cổ là 20, hoành cổ này 28 rồi cô chú anh chị. Sổ đế là 48 luôn. Cây này là một cây dáng quái luôn cô chú anh chị. Tông rất là quái luôn. Mã số 21. Sổ đế dài thọn luôn cô chú anh chị ơi. Cây 21 em giao lưu với cô chú anh chị mình là 400 nha cô chú anh chị. 400 bao ship ạ. Cây quái 400.000. Tiếp theo em lên cây mã số 22 có hoành cổ là 32, sổ đế là 55 luôn. Cây này chia tay rất là đẹp với cô chú anh chị. Mà cái tướng con này nó lực sĩ luôn cô chú anh chị ơi. Gồm có hai gãy nha, hai gãy lực nha. Giao lưu với cô chú anh chị mình con này là 500k cho mã số 22. 22 là 500 bao ship ạ. Tiếp theo em lên mã số 23 nha cô chú anh chị. 23 con này cực dễ thương nữa nè. Có hoành cổ ngay chân đây là hoành 20 nha, sổ đế là 45. Tổng chiều cao của cây này là 80 luôn đó cô chú anh chị ơi. 23
mà cô chú anh chị thấy cái đặc sắc ở chỗ này nha. Cây này mình làm bonsai đẹp với cô chú anh chị, cái bể của nó là khít luôn mà bể to phì ra luôn. Cây mã số 23 em giao lưu là 380 màu xíu mà cô chú anh chị, 380 ạ. Tiếp theo em lên cây mã số 24, có hoành cổ 29, sổ đế 50, tổng chiều cao của cây này là 80 luôn cô chú anh chị. Cây này tướng cũng quái nha cô chú anh chị. Em giao lưu với cô chú anh chị mã số 24 một con quái nha. Con này nó cũng cao lắm, to lắm nha cô chú anh chị, là 450 nha, 450 á cô chú anh chị. Tại vì tiền con này phí ship cũng hơi cao, tại con này nó bự, 450. Tiếp theo em giao lưu với cô chú anh chị mã số 25, có hoành cổ là 26, sổ đế là 55. Con này một con quái đẹp nha cô chú anh chị. Một con quái tông đẹp luôn nè. Quá trời, cái bề mặt tiền ở đây cũng đẹp nè. Nói chung con này mặt tiền nào cũng đẹp hết trơn cô chú anh chị ơi. Con này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 25 là 500k nha cô chú anh chị, 500k nha. Nói chung con này là quái đẹp nha cô chú anh chị. Con này con mã số 26 có vành cổ rất là to luôn, vành 30, sổ đế thì 37 à. Con này là siêu dễ thương nữa. Con này em giao lưu với cô chú anh chị mình 350 thôi nha. 350 bao ship cho mã số 26. À, cô chú anh chị nào thích những cái con nhỏ xinh như thế này thì chốt con này giúp em nha. Tiếp theo em lên cây mã số là 27, có hoành cổ là hoành 30, sổ đế là 55. Mẫu con cũng rất là to lực luôn nha cô chú anh chị. Lên màu da cũng đẹp lắm nè cô chú anh chị ơi. Con mã số 27 em giao lưu với cô chú anh chị mình là 650 nha cô chú, 650 bao ship cho mã số 27 ạ. Tiếp theo em lên cây mã số 28, có hoành cổ 26, sổ đế là 40 luôn. Cây này nó cũng dễ thương lắm nè cô chú. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 350 thôi nha cô chú, 350 bao ship cho mã số 28. Rồi, tiếp theo em lên cây một ghế luôn cô chú anh chị ơi, một ghế hơi lắc chút xíu nè. Mã số 29 có hoành cổ là 24, sổ đế là 60 luôn. Cây 29 em giao lưu với cô chú anh chị mình là 270 bao ship thôi nha, 270 bao ship cho cây một rễ cũng lực lắm nè cô chú. Rồi một con này tông quái luôn cô chú anh chị ơi, cô chú anh chị nào thích tông quái thì chốt con này nha. Con này mã số 30 có hoành cổ là 24, sổ đế là 50, tổng chiều cao của cây này là 68. Cây này có chia tay rất là đều nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị giờ là ghép nguyên cái tạng trên đây, nguyên cái tạng bông luôn nha. Cây này ghép đẹp á, cây này em giao lưu là 350 nha cô chú. Cây này cô chú anh chị về ghép mới đẹp nha, chứ để nguyên thủy là không đẹp đâu. Cây này là cây mã số 31, một cây ú nu luôn. Có hoành khổ hoành 39, xém 40 luôn cô chú anh chị ơi. Sổ đế thì 45, cây này là cây một cục luôn nha cô chú anh chị. Em quên đo cái bệ rồi. Nè, hai cái tay em không giáp luôn. Nói chung là rất là to và lực luôn. Cây 31 em giao lưu với cô chú anh chị mình là 550 nha. Cô chú anh chị nào thích những con mà bể đặt như thế này thì mua cây 31 nè, 550. Tiếp theo em lên cây mã số 32, có hoành cổ ngay chăng đây là 25, sổ đế là 43 luôn. Tổng chiều cao của con này là 75. Con này là ghép bao đẹp nha cô chú anh chị. Con này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 380 nha cô chú, 380 bao ship cho mã số 32, 380. Tiếp theo em lên cây này là cây mã số 33 nè, có hoành cổ 28, sổ đế là 60 luôn. Cây này nó to nó dài nha cô chú anh chị. Màu da cũng đẹp lắm nè. Cây này cũng là 380 luôn cô chú ơi, 380 bao ship cho mã số 33. À, con này lực lắm nè cô chú anh chị, lực. Tiếp theo em lên cây mã số 39, con này là một con tông quái nha cô chú anh chị. Con tông quái 34 chứ, nó hồi em lộn luôn. Cây mã số 34 nè cô chú anh chị, 34 gồm có một rễ quái nha. Có hoành cổ 28, sổ đế 55, tổng chiều cao của cây này là 85 luôn. Quá trời cây này nó đẹp luôn cô chú anh chị ơi, nó đẹp từ cái bộ chân nè, có cái gù đẹp nè, cộng với cái tàn cây này em thấy là theo như em là em ok cây này lắm á. Cây này em giao lưu là 600k nha cô chú anh chị, 600k bao ship cho mã số 34. Tiếp theo em lên cây mã số 35, có hoành cổ 20 nha cô chú anh chị.
sổ đấy là 43 luôn. Rồi cái này cũng dán trực, nó chi tay đầy đủ luôn cô chú anh chị ơi. Cái bệ bình cũng rất là dễ thương nữa nè. Cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 400k nha cô chú anh chị, 400k bao ship nha. Thông thường tại vì cô chú biết không, cái bình nó bự, cái bình nó gù cục như thế này thì cái cổ nó sẽ không có bự nha cô chú anh chị. 400k cho mã số 35. Rồi, cái này là cây một cục nữa nè cô chú anh chị ơi, một cục tông lạ luôn, tông là dây nhỏ dữ lắm luôn cô chú anh chị. Hôm giờ mới gặp tông này luôn. Mã số 36 nha cô chú anh chị, có hoành cổ ngay chân đây là hoành 36, sổ đế là 45. Tổng chiều cao của cây này là 100, do nó có cái cốt lên cao cô chú anh chị á, thích thì để cốt này, còn không thích thì mình cưa để làm bonsai thì đẹp nha cô chú anh chị. Cây này là cô chú anh chị mình làm bonsai thì em nghĩ là đẹp á. À, cô chú anh chị cứ quan sát nha, con này rất là đẹp luôn á cô chú. Dây nhỏ con này độc luôn. Con này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,6 triệu nha cô chú anh chị, 1,6 triệu bao ship nha. Tại nó có mấy cái cọng dây nhỏ này thấy nó lạ quá nè cô chú anh chị ơi. Cô chú anh chị nào thích sưu tầm những tông độc lạ thì lấy con đó đó. Cây này cây mã số 37, có hoành cổ ngay chăng đây là hoành 23, sổ đế con này dài lắm 65, tổng chiều cao là 95 luôn cô chú anh chị ơi. Con này tông hơi gục nha cô chú anh chị, mà có cái cốt cao nha cô chú anh chị. Con này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 420 thôi nha, 420 thôi nha cô chú anh chị. Tiếp theo em lên cây mã số 38, có hoành cổ là 26, sổ đế là 40 luôn ạ. Con này cũng con đặt luôn cô chú anh chị, mà cái con này cái tông đẹp quá, con này làm bonsai là ok lắm nè. Bonsai mình lên chậu cô chú anh chị. Con nào mà em thấy cái mắt em thấy đẹp thì em nói đẹp với cô chú anh chị. Con 38 em giao lưu với cô chú anh chị mình là 450 nha, 450 bao ship nha cô chú. Tiếp theo em lên cây mã số 39, có hoành cổ ngay chăng đây là hoành 25, sổ đế là 35, tổng chiều cao là 90 luôn ạ. Con này cũng dán trực nữa nè cô chú anh chị ơi, dán trực như một rễ, giống như một rễ nó lắc qua nè. Con mã số 39 em giao lưu là 380 nha cô chú anh chị, 380 bao ship nha. Tiếp theo em lên cây 40 nha cô chú anh chị, mã số 40, có hoành cổ ngay chăng đây là hoành 20 nè, sổ đế là 43 luôn. Tổng chiều cao của cây này là 1m1 nha cô chú anh chị, có cái cốt lên nha. Con này được cái bợ, cái cục gù như thế này là 56 luôn cô chú anh chị ơi. Nó cũng to lắm á. Con mã số 40 em giao lưu là 400k nha cô chú anh chị, 400k bao ship nha. Tiếp theo em lên cây mã số 41, có hoành cổ 26, sổ đế là 35 luôn. Đây mà một con tông lực, lùng lực nha cô chú anh chị. Con này em giao lưu với cô chú anh chị mình giá cũng dễ mua luôn, một con dễ thương luôn, 350 bao ship của chú anh chị ơi, 350. Tiếp theo em lên cây mã số 42, có hoành cổ ngay chăng đây là hoành 20, sổ đế là 45. Cây này cũng con dán trực luôn của chú anh chị ơi, trực mã tàn đẹp là tàn rất là đều luôn cô chú. Con mã số 42 em giao lưu với cô chú anh chị mình là 400 nha cô chú anh chị, 400 bao ship nha cô chú anh chị. Tiếp theo em lên cây mã số 43, có hoành cổ 25, sổ đế 50, tổng chiều cao là 85 luôn ạ. À, cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình mã số 43 nha, là 370 bao ship nha cô chú anh chị, 370 ạ. Tiếp theo em lên cây mã số 44, có hoành cổ là 33, sổ đế là 55. Cái cây này to lực, có cái gũ đầy đẹp nè cô chú anh chị ơi. Cái cây này nói chung em thấy nó duyên á, bên đây nữa nè, bên đây nó hai cái mặt tiền đều duyên hết. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 650 cho mã số 44 nha cô chú anh chị, 650 nha. Tiếp theo lên một con là bonsai lùng lực luôn cô chú anh chị ơi, mã số 45, có hoành cổ là 34, sổ đế là 43 luôn. Cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình 340 bao ship thôi nha, 340 ạ. Tiếp theo em lên cây sổ đối với anh, sổ đế dài luôn cô chú anh chị ơi, mã số 46, có hoành cổ 26, sổ đế 50 luôn.
Cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 340 luôn nha cô chú anh chị, 340 bao ship luôn. Cái này em lên cây mã số 47, có vành cổ 25, sổ đế của nó là 50 luôn ạ. Cái này cái tông hơi lạ, tông gì nữa hả cô chú anh chị? Tông gì cũng được nè cô chú anh chị ơi, thấy cũng đẹp nè. Cây 47 em giao lưu với cô chú anh chị mình là 500k bao ship nè cô chú anh chị, 500k bao ship ạ. Tiếp theo em lên cây mã số 48, có vành cổ 29, sổ đế là 35 luôn. Một cây tông dễ thương quá cô chú anh chị ơi, tông này giống một con ếch, ếch đang nhảy á. Con này là em giao lưu 280 cô chú anh chị ơi, 280 bao ship cho mã số 48. Tiếp theo em lên mã số 49, có vành cổ 31, sổ đế là 55. Cây này tông cao cô chú anh chị, tông cao và lực nha. Giao lưu với cô chú anh chị mình là 460 bao ship thôi, 460 ạ. Tiếp theo em lên một con lùng lực siêu dễ thương nữa. Cây mã số 50, có vành cổ là vành 39 luôn ạ, sổ đế là 45. Một cây này cô chú anh chị nào thích cái sự dễ thương mà vành to thì chốt em này nha. Con mã số 50 em giao lưu với cô chú anh chị mình là 480 bao ship nha cô chú anh chị, 480. Cây mã số 51 nha cô chú anh chị. Cây mã số 51 có vành cổ cũng to, vành 37, sổ đế là 56 luôn ạ. Cây này cầm lên là lực lắm nha cô chú anh chị, lực và nặng luôn nha. Cây mã số 51 em giao lưu với cô chú anh chị mình là 800k nha cô chú anh chị, 800k bao ship cho mã số 51 nha. Tiếp theo em lên một cặp đôi nha cô chú anh chị, mã số 52 là một cặp. Do em thấy hai con này á, nó nhỏ nhỏ xinh xinh giống nhau quá nè. Con này á, con này thì nó đặc hơn nè, con mã số 52, con này có vành cổ 30, sổ đế là 33. Còn con bên đây có vành cổ 34, sổ đế 33 luôn. Một cặp đôi như thế này là 400k bao ship nha cô chú anh chị, 400k bao ship cho cặp 52. Ủa? Ừ đúng rồi, cặp 52. Tiếp theo em lên số 53 nha cô chú anh chị. 53 có vành cổ 22, sổ đế là 45. Con này quái lắm á cô chú anh chị ơi. Cô chú anh chị thích quái thì chốt con này nè. Con này thì em bán giao lưu 250 thôi, 250 bao ship cho mã số 53. Tiếp theo em lên mã số 54 luôn. Con này lực lắm nè cô chú anh chị. Có vành cổ 40 luôn, sổ đế là 60 luôn. Vành cổ rất là to luôn. Con này lực nặng lắm nè cô chú anh chị. Con này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 800k nha cô chú anh chị, 800k bao ship cho mã số 54. Tiếp theo em lên một cây cũng là mã số 55 luôn cô chú anh chị, một cặp đôi luôn. Một cặp đôi cho cô chú anh chị nào yêu thích cặp đôi. Mã số là 55, một cặp như thế này, một cây thì có vành cổ 22, sổ đế 50, một cây có vành cổ 28 nha cô chú anh chị. Một cặp như thế này em giao lưu là 380 thôi nha, 380 bao ship ạ. Rồi tiếp theo em lên là cây mã số 56 nha cô chú anh chị. 56 cũng là một cặp đôi luôn. Cặp đôi như thế này nè cô chú anh chị ơi. Cây nói chung mấy cây này có vành cổ là 24, cây có vành cổ là cũng 26, sổ đế thì 50 á. Cặp đôi như thế này là 350 nha cô chú. Cây mã số 56 cũng là cây kết thúc lúc ngày hôm nay của nhà vườn hương đòn em. Cô chú anh chị có yêu thích mã số nào thì alo cho em 0939421599 và em xin cảm ơn, em xin chào ạ. Rồi em chào chị Hương Đòn, mến chào bà con. Hẹn gặp lại bà con ở những clip tiếp theo nha. Cảm ơn bà con rất là nhiều ạ. Bye bye bà con.